Chào mọi người, em xin chào các bác. Trên tay em hôm nay đang cầm để giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đấy là chiếc lọc xăng của Toyota Altis 2004-2007, hàng của Asakasi. Đây là phía tổng thể bên ngoài của chiếc vỏ hộp. Đây là các cái mã phụ tùng của nó luôn. Nó có từ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Việt Nam luôn. Đây là mã vạch của phụ tùng. Tiếp theo là em sẽ mở ra cho các bác xem phía bên trong của nó. Phía bên trong được đựng một cái túi xốp rất là chắc chắn luôn, để tránh vận chuyển, bởi vì cái này nó chủ yếu bên ngoài là bằng nhựa, tránh bên ngoài của nó để nó không bị vỡ. Đây, anh em nhìn cái chất liệu sản phẩm của nó rất là chắc chắn ạ. Vâng, đây là các bác nhìn tổng thể phía bên ngoài của cái lọc xăng nữa. Đây, nhìn các bác nhìn cái nhựa của nó rất chắc chắn. Nhìn cái tổng quan, nhìn qua đây mình có thể thấy được cái hạt lọc của nó. Em cầm nó khá là đầm tay đấy, rất là đẹp. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ, giải đáp thắc mắc thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ kiểm tra, lắp đặt, thay thế, tư vấn, sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh, gara ô tô BMT. Em xin chân thành cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.